Công dụng của Kickman 1H: hỗ trợ tăng cường sinh lý, kích thích khoái cảm, hỗ trợ làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới, tăng khả năng cương dương giúp kéo dài mối quan hệ, hỗ trợ giúp tăng chất lượng tinh trùng, nhanh hơn, khỏe hơn, giúp tăng khả năng thụ thai và cải thiện tình trạng hiếm muộn, vô sinh ở nam giới. Thành phần của Kickman 1H: bạch tật lê, 1000mg. Theo y học cổ truyền có tác dụng giúp hỗ trợ kích thích khả năng tình dục và hỗ trợ tăng tần suất giao hợp, kiểm soát xuất tinh. Những vậy bạch tật lê còn giúp tăng hoạt động tạo hồng cầu của tủy xương và tăng cường khả năng miễn dịch giúp cải thiện chất lượng tinh trùng. Dâm dương hoắc, 800mg, có vị cay ngọt, tính ấm, tác dụng giúp bổ thận hư, tráng dương, lợi tiểu, kiện gân cốt, khứ phong, trừ thấp. Ngũ vị tử, 200mg, có vị chua tính ấm, tác dụng giúp hỗ trợ điều trị viêm gan, vàng da, thận dương hư, suy nhược cơ thể và hỗ trợ tăng cường sự chuyển hóa các chất trong cơ thể. Mật nhân, 80mg, mật nhân có tác dụng rất tối với những người cơ thể suy nhược và tình trạng ăn uống không tiêu, tiêu chảy. Ngoài ra còn giúp bảo vệ gan, hỗ trợ làm tăng khả năng của hệ miễn dịch. Lộc mung, 75mg, có vị ngọt tính ôn, tác dụng giúp bổ thận, tráng dương, ít huyết và giải độc cơ thể, hỗ trợ cải thiện trạng thái suy dinh dưỡng, kích thích hệ tiêu hóa và giúp nâng cao hệ miễn dịch cơ thể. Câu kỷ tử, 60mg, là thảo dược tốt có tác dụng giúp nâng cao hệ miễn dịch cơ thể và tăng cường khả năng chống oxy hóa. Những vậy nó còn giúp hỗ trợ làm giảm lượng đường huyết sau ăn và hỗ trợ trị viêm gan, xơ gan. Nấm tỏa dương, 60mg, có tác dụng giúp hỗ trợ trị yếu sinh lý, liệt dương, lãnh cảm, hỗ trợ trị đau lưng, mỏi gối, biếng ăn, da mặt nhợt nhạt, tóc rụng nhiều và suy giảm công năng tuyến thượng thận. Ngoài ra còn giúp bổ thận tráng dương, ít tinh huyết, giúp tăng khả năng tình dục, bổ tỳ vị và nhuận tràng, thông tiểu, xuyên khung. 50mg, là loại cây thảo dược có tác dụng giúp hỗ trợ điều trị bệnh liên quan về tim mạch, hỗ trợ giúp điều trị đau đầu, đau nhức xương khớp, giảm máu bầm, hạn chế tai biến mạch máu não và giúp làm giảm mụn nhọt, quế nhục. 50mg, được dùng với công dụng giúp tăng cường lưu thông máu, tốt cho các trường hợp rối loạn cương dương, liệt dương do máu không lưu thông đều đến dương vật. Táo nhân, 50mg, theo thực nghiệm chứng minh táo nhân có tác dụng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, làm giảm mỡ huyết, chống xơ vữa động mạch. Ngoài ra còn được sử dụng để trấn tĩnh gây ngủ, giảm đau giúp dưỡng tâm, an thần và hỗ trợ điều trị thiếu máu. Cây cọ, 40mg, chiết xuất từ cọ lùn có tác dụng giúp tăng cường sinh lý, hỗ trợ giúp ngủ ngon và sâu giấc, giúp mọc tóc. Những vậy nó còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị một số bệnh liên quan đến tiết niệu và sinh sản, đặc biệt là hỗ trợ trị bệnh phì đại tiện liệt tuyến. Ngọc trúc, 16mg, có vị ngọt, tính hơi hàn, tác dụng giúp tư âm, nhuận táo, sinh tân, trị khát, hỗ trợ trị bên tim, ngoại cảm, âm hư nội nhiệt và trị dạ dày nóng rát. Thành phần khác, cây Iohimbi, 40mg, Sichunlai, 150mg, Arginine HCL, 60mg, phụ liệu, chất chống đông vón bột TLC, chất bảo quản sodium benzoat vừa đủ 1 viên. Cách sử dụng Kickman 1H, người lớn uống mỗi lần 2 viên, nên uống trước khi ngủ từ 2 đến 5 giờ, không dùng quá 1 lần ngày. Đối tượng sử dụng Kickman 1H, sản phẩm dùng cho những đối tượng như nam giới có chức năng sinh lý bị suy giảm, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, nam giới mãn dục sớm. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tác dụng phụ của Kickman 1H, chưa có báo cáo về tác dụng phụ của sản phẩm. Bảo quản, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30 độ C, để xa tầm tay trẻ em. Quy cách đóng gói, hộp 30 viên.